Hello em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu làm một series hướng dẫn toàn tập về Green Valley. Thì ở tập đầu tiên này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để tải game và làm thế nào để bắt đầu chơi game nha. Thì đầu tiên á, anh em hãy vào trang web greenvalley.io. Sau khi mà anh em ấn vào greenvalley.io thì anh em sẽ bắt đầu hiện ra được giao diện web. Thì để bắt đầu chơi á thì anh em có thể vào play game. Thì hiện tại thì Green Valley đang hỗ trợ ở trên ba nền tảng, đó chính là trên website, trên hệ điều hành Android và iOS. Thì mình sẽ bắt đầu thử ấn để chơi trên website nha. Đó, đây sẽ là giao diện web của game. Thì để anh em có thể chơi, anh em ấn vào login này. Thì hiện tại thì Green Valley đã có thể cho chơi ở trên Play account, tức là anh em có thể tạo được account và có thể tạo password để chơi. Thì hiện để cho mình tiện nhất thì mình sẽ chơi trên MetaMask nha, sẽ chơi bằng ví MetaMask luôn. Đó thì em chỉ cần ấn được kết nối ví này và ấn ký kết là anh có thể vào được game. Có khi vào đây là giao diện game này. Ok, vậy thì tiếp tục mình sẽ tới là khi mà vào game rồi thì mình cần gì để chơi. Đó, mình sẽ cần Green Hero để chơi. Và Green Hero sẽ lấy ở đâu? Anh em sẽ quay lại cái trang vừa rồi là trang greenbelly.io và anh em vào phần NFT Market. Và lúc này anh em sẽ mua Green Hero để có thể chơi được. Ok. Vậy thì cách để chọn Green Hero như thế nào và tiêu chí ra làm sao thì mình sẽ hướng dẫn ở video tiếp theo nha.